Chờ
vào thời gian gặp cô chú anh chị nhà mình. Chính vì vậy mà Thanh Thắng Thanh Hà cũng đã chuẩn bị rất là nhiều tiết mục và rất là mong được cô chú anh chị nhà mình đón nhận thêm một lần nữa ạ. Một chút câu hỏi của em về cái mảng kinh doanh của hai chị. Tức là em thấy những cái nền tảng xã hội xuất hiện hai chị cũng khá là nhiều nha. Tức là khi mà mình xuất hiện trên đó thì em đồng nghĩa với là hai chị đã kinh doanh khá là thành công và cũng như là bắt trend khá là chuẩn. Thì do là một số cái trend em thấy là rất là vui vì là kinh doanh nên là hai chị phải hy sinh vì nghệ thuật nè. Em thấy đôi lúc có là những cái clip, những cái MV mà chị Hằng hoặc là đôi lúc là chị Hà phải đóng một cái vai là xấu xí, nhiều nước vải hay là ngủ gục ngáy khò khò để mà quảng cáo. Thì chị có thể chia sẻ về những cái kỷ niệm, những cái vui buồn hay là những cái khó khăn trong cái việc kinh doanh online theo cái thời hiện đại ạ? Thực ra thì kinh doanh online hiện tại công việc của Thanh Hằng Thanh Hà thì nó cũng giống như cái việc mình làm nghệ thuật đấy. Tức là kinh doanh online thì mình phải làm truyền thông rất là nhiều, làm hình ảnh, làm truyền thông, làm video clip rất là nhiều. Và mình phải thường xuyên nảy ra những cái, phải tìm kiếm những cái ý tưởng mới lạ cho riêng bản thân mình để có thể là bám kịp thời đại này, bám kịp trend này, và để giúp cho cái hình ảnh của mình nó không bị mờ nhạt trước với khán giả. Cho nên là như Nhất Phương có nói là có nhiều khi phải cố tình tạo cho mình một cái hình ảnh thật là xấu xí để cho mọi người ấn tượng, để vào cái vai đấy đó cho nó thật ấn tượng một tí xíu. Bởi vì bây giờ ngồi mà bán hàng không ý, thì gần như là ai cũng bán hàng như thế thì không, mình không thể tạo ấn tượng đối với người ta đó, đó chính vì thế mà mình phải làm những cái clip vui nhộn một chút xíu. Chị làm sao để tán con trai bà bán bánh mì? Muốn tán con trai bà bán bánh mì á, em phải sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho, và cái mặt nó phải như thế này nè. Phải xinh như chị mới tán được con trai bà bánh mì à? Thế bây giờ em muốn xinh như chị thì phải làm nào? Đơn giản. Con trai bà bán bánh mì, lo cho em, đừng lo gì, mà lo về con trai bà bán bánh mì, lo cho em, đừng lo gì, mà lo về. Em nói là em thích thương vì tình anh hiền, tìm anh trong phòng nên em muốn thấy anh tình. Giờ đây chẳng sao phải chịu, mà lo về con trai bà bán bánh mì, lo cho em, đừng lo có tất bảy la cô tán đổ mọi group. Nhưng mà có những người hiểu thì rất là ủng hộ, nhưng mà có những người không hiểu thì họ có những cái ý kiến trái chiều. Nhưng mà thực ra cái đấy nó cũng không ảnh hưởng gì đến Thanh Hằng Thanh Hà, thì giống như kiểu mình đi diễn nghệ thuật thôi. Giống như mình vào vai này vào vai kia thì có người yêu thích có người không, thì cái việc đấy thì cũng là một cái trải nghiệm cho Thanh Hằng Thanh Hà. Nhưng mà có một cái điều nữa mà Thanh Hằng Thanh Hà, đặc biệt là Thanh Hà ấy, là được học một rất nhiều từ kinh doanh online, đó là cái khả năng nói trước live stream này, đặc biệt là cái khả năng live stream. Chắc chắn cô chú anh chị ở đây cũng đã từng có một lần nào đó được xem Thanh Hà live stream rồi đúng không ạ? Đó là live stream bán hàng. Bình thường thì Hà nói rất là ít luôn, nhưng mà từ khi kinh doanh online vào là live stream các thứ đấy ạ, nói nhiều đến nỗi mà khán giả bảo sao hai đứa này mồm mép tép nhạy thế còn phải sợ luôn đó. Đó là một cái điều mà nó thay đổi rất là lớn trong cái con người bạn thân của Thanh Hà, là từ khi mà học kinh doanh online, cái là mình trở nên năng động hơn và nói nhiều hơn, không ngậm được mồm của chú anh chị nhà mình ạ. Và hơn thế nữa thì như Hà có nói là nói chung là từ lúc bước vào kinh doanh thì Thanh Hà nói nhiều hơn này và có thay đổi nhiều hơn, đặc biệt là Hằng Hà có khả năng là nói trước công chúng đỡ bị run hơn ạ. Mới đầu kinh doanh online thì thực sự là Hằng Hà cũng rất là sợ và Hằng Hà phải đi học rất là nhiều. Đó, chính vì vậy mà bước sang mảng kinh doanh thì nói chung là đó cũng là một thử thách của Thanh Hà. Thật ra là em cũng có theo dõi cái đoạn đường kinh doanh online của hai chị. Từ lúc em thấy hai chị bắt đầu là làm một cái kênh YouTube nè, rồi gặt hái được thành công từ YouTube rất là nhanh, rồi hai chị bắt trend theo những cái mạng nền tảng xã hội mới, vừa lúc là bổ cao, có lúc lại bổ nhào, bổ lộn, nói chung là lộn té nhào các kiểu, nói chung là hy sinh thật sự là vì kinh doanh cũng như là vì nghệ thuật. Thực ra cái này là trong kinh doanh Hằng Hà cũng rất là vui, bởi vì lẽ ra là rất là lâu mới được lên hát tặng cô chú anh chị nhà mình. Nhưng từ khi biết live stream bán hàng và kinh doanh online thì Thanh Hằng Thanh Hà vừa hát tặng cho cô chú anh chị nhà mình này, và vừa kết hợp cùng với bán hàng. Chính vì vậy mà dù sau đại dịch Thanh Hằng Thanh Hà rất là ít show đi diễn, nhưng mà luôn luôn tối nào, ngày nào cũng được phục vụ cô chú anh chị nhà mình là vừa hát này, xong vừa live stream bán hàng này. Chính vì vậy mà Hằng Hà cũng đỡ nhớ nghề hơn ạ. Chị đúng là tiếng hát vui hả chị ha? Đúng rồi. Mỗi chiều ta đứng chờ nhau, dưới như gấu sông lại bên đây cũng đầu.
đời là một nẻo cho nhau, tình nào hẹn mãi sau, thôi lấy xem như cuộc đời muốn quên chìm vào đắng sâu. Em cũng bắt gặp một số những cái comment, những cái gọi là những cái fan anti fan trái chiều, nhưng mà em hiểu là tức là do họ không hiểu, đôi lúc mà hai chị phải làm theo cái xu hướng này xu hướng kia để mà online thì nhiều người họ lại hiểu lầm, họ là lại vô chửi hai chị cũng có, thì hai chị có thể chia sẻ những cái khó khăn khi mà gặp những cái tình huống đó, những cái khán giả không hiểu mình. Thực ra ấy, khi mà mới bắt đầu bước vào kinh doanh online ấy, và bắt đầu live stream thì Thanh Hà cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Đặc biệt là những cô chú anh chị mà đang yêu mến Thanh Hà thì có những cái ý kiến trái chiều là ôi dồi ôi đang đi hát tại sao lại bỏ nghề, rồi lại bán hàng online, rồi thì lại lừa đảo, lại không tốt hay là như thế này thế khác. Nói chung là tất cả cũng vì tình thương mến dành cho Thanh Hà. Nhưng sau một thời gian khi cô chú anh chị nhà mình thấy Thanh Hà bán những sản phẩm tốt thì khi cô chú anh chị nhà mình thì lại quay lại là mới đầu là cô cũng hiểu lầm là bán hàng không tốt, nhưng sau khi cô mua dùng thử thì thấy là bây giờ Thanh Hà có những cái bước chuyển mình rất là khác. Tức là mới đầu cô không tin đâu, nhưng mà cô mua ủng hộ đó để xem sản phẩm như thế nào, nhưng mà khi mua về rồi thì từ đó trở đi cô lại thấy là thích mua hàng online. Và đặc biệt là cô bảo là khi nào mà Thanh Hà hết bán hàng thì cô mới mua của người khác đó. Chính vì vậy mà rất là vui. Thì thật sự là đúng như vậy, do là sau đại dịch thì mọi thứ nó đã chuyển đổi, những cái vấn đề như là kinh doanh chợ truyền thống hầu hết mọi người thì đã chuyển sang online rồi. Thì các chị cũng thấy những cái chợ truyền thống, những cô chú lớn tuổi không biết sử dụng những cái công nghệ, thành ra bây giờ rất là nhiều tiểu thương ở trong chợ phải trả mặt bằng các kiểu. Thì online cũng là một cái xu hướng mà mình phải theo nó và phải thay đổi cập nhật theo những cái 4.0, những cái hiện đại của bây giờ. Thì chị Hằng, chị có thể chia sẻ thêm về những cái khó khăn hay những cái kỷ niệm vui buồn khi mà hai chị kinh doanh online không? Khi mà lúc đầu tiên thì Thanh Hà mà lên livestream một cái thì lúc đấy vui lắm. Bởi vì không, cái buổi đầu tiên là Thanh Hà đã bán được 10 đơn rồi. Mà trước đó thì cũng có tập tuệ rồi nhưng mà không bán được đơn nào. Xong mà khi mà chính thức là sau đại dịch thì chính thức mà lên livestream gọi là chuyên nghiệp một tí á, thì bán được 10 đơn đầu tiên đó, cho nên hôm đấy là rất là vui, vui đến nỗi mà xong rồi ngày thứ hai được 20 đơn, nó cứ tăng dần lên như thế. Thì xong vui đến nỗi mà cái ngày đầu tiên, những cái đầu tiên ấy, thì mình không biết gửi hàng như thế nào để cho nó đỡ bị nhầm lẫn á. Thế là có khi là có một đơn của một vị khách mà gửi tới 3 lần. Xong đấy lúc anh shipper anh gọi, anh bảo là ơ sao chị ơi, cái đơn này đã đi rồi, họ đã nhận rồi, sao mình còn gọi lại nữa, sao mình còn gửi lại nữa đó. Trong đó là những cái khó khăn lúc mới đầu, tức là mình không biết, mình không có kinh nghiệm bị thì mình sẽ bị gửi nhầm rất là nhiều, và cũng có những cái đơn hàng bị bom nữa đó. Những đơn hàng có người vui lắm, có người đặt hàng bảo là cô ơi nhận hàng dùng con điều không, cô đặt hàng cho vui thôi đó. Có những khán giả đáng yêu vô cùng đó. Mà nó có một cái đặc biệt như thế này nữa cô chú anh chị nhà mình, bởi vì thật sự ấy, nếu như cô chú anh chị nhà mình ở bên Mỹ mà mua hàng thì là mình phải thanh toán 100% trước. Đúng nhưng rồi. Mà ở Việt Nam Thanh Hà kinh doanh thì nó có một cái rủi ro hơn, là bởi vì có rất nhiều cô chú anh chị nhà mình không có thẻ nhà băng, và họ phải gọi là cái hình thức là
nhận hàng rồi mà họ mới thanh toán. Chính vì vậy mà có một số trường hợp là thanh hàng sẽ bị bom hàng đó, rất là đáng yêu đúng không ạ? Bom hàng đáng yêu cô chú anh chị nhà mình. Chính vì vậy mà nó hơi khó khăn một chút, nhưng mà bù lại thì thanh hàng cũng nhận được rất là nhiều lời khen về những sản phẩm mà thanh hàng bán. Và đặc biệt là như cô chú anh chị nhà mình cũng biết là sau cái đại dịch ấy, thì ở Việt Nam mình cũng phát triển thêm một cái, đó là nghề kinh doanh online. Thực ra thì trong nguy có cơ ạ, trong nguy có cơ, và có rất nhiều cô chú anh chị nhà mình bây giờ đã tin tưởng mua hàng online, và đặc biệt là tin tưởng thanh hàng rất là nhiều. Đó, chính vì vậy mà bây giờ thì thanh hàng rất là tin tưởng vào cái nghề là kinh doanh online. Và không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả những cô chú anh chị nhà mình, đặc biệt là có cả những cô chú anh chị nhà mình ở Mỹ mua hàng của thanh hàng có xem và cũng có đặt hàng, nhưng mà đặt hàng từ ở Mỹ về và đặt hàng ủng hộ thanh hàng rất là nhiều. Chính vì vậy mà thanh hàng vô cùng biết ơn tất cả cô chú anh chị nhà mình, và mong ước là một ngày nào đó thanh hàng sẽ được phục vụ cô chú anh chị nhà mình ngoài ca hát này, và phục vụ cả những sản phẩm của thanh hàng khi mà cô chú anh chị nhà mình về đến Việt Nam ạ. Biết đâu show Ngọc Trâm Kim kỷ niệm 15 năm lại được đứng đây livestream bán hàng. Em cũng nghĩ như vậy đó. Tiết mục Thanh Hà sẽ biểu diễn một tiết mục là ngồi livestream bán hàng. Tại vì em thấy đó, thật sự đó cũng là một cái nghệ thuật nha. Hai chị diễn đó livestream khó lắm ha. Khó lắm. Chốt đơn. Kali chốt đơn, sao xe chốt đơn. Bơm đơn. Cảm ơn những sự chia sẻ của hai chị rất là nhiều. Và ngày hôm nay hai chị đã cùng với Nhất Phương cũng như là chương trình của Kim Tiêm chia sẻ đến cho khán giả rất là nhiều những cái khó khăn, những cái kỷ niệm vui buồn khi mà cuộc sống mình bước chuyển sang một cái giai đoạn khi mà mọi thứ đều phải diễn ra trên online, trên mạng xã hội á. Và hôm nay thì Phương cũng thay mặt cho chương trình cũng như là khán giả Ngọc Kim Tiêm muốn gửi lời chúc sức khỏe đến hai chị, và mong chúc thương cho hai chị luôn có thật nhiều sức khỏe để mà kinh doanh, để mà làm việc, và mong những cái may mắn, những điều tốt đẹp nhất và những thành công hơn nữa đến với hai chị trong cái lĩnh vực kinh doanh cũng như là nghệ thuật ca hát. Dạ, em xin chúc ạ. Và một lần nữa thì Thanh Hà xin gửi lời cảm ơn tới Nhất Phương. Cảm ơn cô chú anh chị nhà mình đã coi chương trình Ngọc Trong Tim Show. Và Thanh Hà cùng Nhất Phương xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Lời mẹ em mãi như đông mùa chiều dị dàng.